Tiếp theo chương trình xin mời bà Trịnh Thị Hương, Phó trưởng phòng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cục thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp trình bày quy định về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam. Kính thưa quý vị đại biểu, hôm nay tôi cũng rất là vui mừng thay mặt cho Cục Phát triển doanh nghiệp được trình bày, chia sẻ với quý vị đại biểu về các cái thông tin cơ bản liên quan tới nghị định số 38 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Như quý vị thì cũng đã biết, nghị định này được ban hành tháng 3 vừa rồi. Đấy, thì tính đến nay đã được 5 tháng rồi. Tuy nhiên là cái quá trình mà nghiên cứu nghị định 38 này kéo dài suốt hơn 2 năm. Khi mà chúng tôi bắt tay vào nghiên cứu cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì cái vấn đề bắt đầu vào cái thời điểm đó là năm 2015, thì cái vấn đề về đầu tư cho các cái doanh nghiệp startup, hay là chúng ta hay vẫn gọi là doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo ấy, thì đã bắt đầu là đặt ra được những cái yêu cầu rất là cấp thiết cho Chính phủ để hoàn thiện cái khung pháp lý nhằm thúc đẩy cái dòng vốn đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Đây là cái chỉnh slide cái này. Thưa quý vị thì tôi cũng xin chia sẻ với quý vị là tại cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, điều số 18 của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì đã có một dành hẳn một cái nội dung quy định về các cái vấn đề đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Trong đó là có bốn cái nội dung. Thứ nhất là quy định về các cái nhà đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Cái thứ hai đó là các cái quỹ đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ vừa khởi nghiệp sáng tạo. Và thứ ba đó là vấn đề về ưu đãi thuế đối với nhà đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ vừa khởi nghiệp sáng tạo. Và cuối cùng đó là cái cơ chế và sử dụng vốn của nhà nước để hỗ trợ khuyến khích cho cái hoạt động đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ vừa khởi nghiệp sáng tạo. Thế nhưng mà tuy nhiên là trong quá trình mà nghiên cứu để xây dựng cái nghị định 38 để hướng dẫn điều 18 của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa ấy, thì có cái vấn đề là hỗ trợ về thuế cho các cái nhà đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, thì chúng tôi cũng đã bàn thảo rất nhiều với Bộ Tài chính và thống nhất rằng là cái vấn đề về ưu đãi thuế chúng ta bây giờ không chỉ riêng cho các cái nhà đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, mà tất cả các vấn đề về ưu đãi thuế thì Chính phủ sẽ thống nhất hướng dẫn trong cái luật về sửa đổi bổ sung các cái vấn đề về thuế sẽ trình Quốc hội để đảm bảo tính thống nhất. Chính vì thế mà trong cái nghị định số 38 của chúng tôi là sẽ không bao hàm cái nội dung là cái cơ chế ưu đãi về thuế cho cho nhà đầu tư về khởi nghiệp sáng tạo. Trước hết thì tôi xin chia sẻ ngắn gọn quý vị là tại sao chúng ta lại dùng cái từ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo mà chúng ta không dùng những cái từ ví dụ như là doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo. Hay là thế nào là doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo? Thì thực ra thì trên thế giới thì chúng ta đều biết là chúng ta hãy dùng cái từ startup nó quen rồi. Đấy, và thực ra trên thế giới thì thông lệ cũng không có một cái định nghĩa nào cụ thể đo lường một định lượng, có những cái chỉ tiêu định lượng để mà đo lường cái doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Bởi vì là cái tính sáng tạo ở đây ấy, là nó liên tục là thay đổi và liên tục là đổi mới. Cho nên là không thể có một cái tiêu chí nào cứng để mà đo lường cái sự sáng tạo. Chính vì thế mà chúng tôi cũng đã nghiên cứu và được cái sự hỗ trợ các chuyên gia quốc tế cũng như là trong nước rất nhiều cho cái việc mà đưa ra cái khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Thì các chị cũng có thể tham khảo ở trong cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thì doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo đây trước hết là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, và họ được thành lập ra để thực hiện, để phát triển các cái ý tưởng khai thác tài sản sở hữu trí tuệ, công nghệ, áp dụng những cái mô hình kinh doanh mới, và đặc biệt là phải có khả năng tăng trưởng. Có khả năng tăng trưởng rất nhanh. Mà nói như là tiến sĩ Thanh Mỹ, chủ tịch tập đoàn Mỹ Lan ấy, thì anh ấy có nói là những cái doanh nghiệp startup này sẽ có cái khả năng, nếu mà thành công thì có khả năng tăng trưởng theo cấp số mũ. Đấy. Thế thì để mà hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp này thì trước hết là chúng ta phải nhận thấy rằng là cái độ rủi ro rất là cao.
Đấy, cho nên là trên thế giới người ta dùng cái từ là từ đầu tư mạo hiểm VC, các VC ấy, là đầu tư mạo hiểm. Đấy, cho nên là không phải là ai cũng sẵn sàng và hiểu, có sự hiểu biết nhất định để có thể là hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp sáng tạo. Chính vì vậy mà thưa quý vị là trên thế giới ấy, thì chúng tôi cũng nghiên cứu thì có hai cái mô hình quỹ đầu tư thông dụng trên thế giới, hai quỹ đầu tư. Thứ nhất là các cái P, có nghĩa là các cái quỹ đầu tư tư nhân ấy. Thì những các cái quỹ này thì thường là họ sẽ mua toàn bộ cái vốn của doanh nghiệp, thường là 100% hoặc là cái số cổ phần, số vốn có thể chi phối được doanh nghiệp. Đấy, còn cái loại quỹ thứ hai, quỹ đầu tư thứ hai đó chính là các cái quỹ VC. Thì các quỹ VC này đối tượng của họ là các cái startup. Thì cái đặc điểm là đầu tiên là họ đầu tư nhưng họ sẽ không chi phối doanh nghiệp. Cái đặc điểm thứ hai đó là cái đối tượng của họ chính là các startup ở trong các cái giai đoạn ươm mầm tăng trưởng. Đấy, thì đây là theo như chúng tôi nghiên cứu thì là trên thế giới hiện tại chúng ta là có hai cái loại quỹ như thế này. Còn chính vì thế mà khi mà về cái mô hình ấy, chúng tôi vì là chúng ta ở đây là mục tiêu chúng ta là nghiên cứu về các cái quỹ đầu tư cho startup, cho nên là chúng tôi đã nghiên cứu rất là kỹ các cái mô hình ở trên thế giới. Ở đây thì trên thế giới thì theo thông lệ các nước ấy, thì cái mô hình quỹ thì thường người ta sẽ có ba cái cấp, ba cái thành tố như thế này. Thứ nhất là các cái giám đốc quản lý quỹ, hay thay dùng chúng ta theo tiếng Anh thì dùng là general partners. Thì các cái GP là những người mà có kinh nghiệm và sẽ quản lý cái tiền đầu tư. Họ sẽ chính là cái người mà đưa ra cái lựa chọn startup để đầu tư. Thế thì GP ở đây ấy, thì có thể là các cái tổ chức, các cái công ty, họ sẽ có cái trách nhiệm đối với lại các cái nhà đầu tư. Họ sẽ là những người đứng ra kêu gọi để raise fund từ các cái nhà đầu tư. Các nhà đầu tư ở đây chính là các cái limited partners. Thì những cái các nhà đầu tư ở đây thì có thể là các cái quỹ hưu trí, các cái quỹ về khoa học công nghệ, rồi là các cái công ty về bảo hiểm, hoặc là những cái người, những cái cá nhân giàu có, những cái người mà họ có tiềm lực về kinh tế và họ có kinh nghiệm, họ quan tâm tới khoa học công nghệ, quan tâm tới đổi mới sáng tạo và muốn hỗ trợ các cái tài năng, các cái tài năng trẻ, các cái startup. Đấy thì chính các cái GP này họ sẽ chính là người đứng lên để raise fund từ các cái limited partners, và xong sau đó là họ sẽ tạo ra được thành lập ra cái VC, là cái quỹ quỹ còn chúng ta hay còn Việt Nam chúng ta dịch ra là dùng cái từ là quỹ đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ vừa khởi nghiệp sáng tạo. Thế thì trước khi mà đi sâu vào cái giới thiệu với quý vị về cái Nghị định 38 thì tôi xin chia sẻ một chút là tình hình cái hoạt động đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ vừa khởi nghiệp sáng tạo trước khi Nghị định 38 ra đời thì như thế nào. Thì thực ra là không phải là khi Nghị định 38 ra đời thì chúng ta mới có cái hoạt động đầu tư này, mà cái hoạt động đầu tư cho các startup đã diễn ra từ đấy trước rồi, cách đây vài năm rồi, gần chục năm rồi. Chúng ta đã có cái thế hệ startup thứ nhất, startup thứ hai. Đấy. Thế thì các cái nhà đầu tư trong nước và nước ngoài thì đã thực hiện cái hoạt động đầu tư vào cho các startup ở Việt Nam thông qua các cái quy định của luật đầu tư, của luật doanh nghiệp và của luật chứng khoán. Thế thì đối với lại các cái hoạt động tương ứng với các cái quy định của luật pháp như thế này thì chúng ta có trước cái Nghị định 38 ra đời chúng ta có 3 kênh chính. Thứ nhất là các cái nhà đầu tư tư nhân, chính là các anh các chị mà đã rất là thành công trong, có thể là những người mà những nhà doanh nhân rất là thành công trong cái vấn đề là khởi nghiệp ở nước ngoài hoặc ở trong nước, có nhiều kinh nghiệm và quan tâm tâm huyết với lại cái việc đầu tư cho startup, thì họ tham gia và đầu tư với tư cách là cá nhân mà chúng ta hay gọi là các cái angel investors. Đấy thì tư nhân như thế thì họ mang tính chất là họ mua cổ phần, họ góp vốn vào doanh nghiệp với tư cách là cá nhân và được điều chỉnh bởi các cái pháp luật như là về luật dân sự và luật đầu tư và luật doanh nghiệp. Và ngoài ra thì cái kênh thứ hai đó là các cái nhà đầu tư họ đầu tư cho startup
thông qua cái hình thức là thành lập các cái doanh nghiệp để họ đi đầu tư. Đấy, họ có thể là mua cổ phần hoặc họ góp vốn. Thì cái quỹ mà FPT Ventures như các anh chị vẫn nghe ấy, thì thực ra là hiện tại là vẫn đang hoạt động dưới hình thức của một công ty. Tên thì tên là quỹ, nhưng mà hình thức hoạt động thì là một công ty cổ phần. Thế còn lại là cái kênh thứ ba ấy, đó chính là các cái quỹ đầu tư. Như là các anh chị cũng có thể nghe như là IDG hay là CyberUrgent hay là Golden Gate. Thì thực ra là đây đều là các cái quỹ ngoại. Họ được thành lập ở nước ngoài và họ chỉ đăng ký cái văn phòng đại diện ở Việt Nam thôi. Đấy, chứ không phải là họ thành lập quỹ tại Việt Nam. Ngoài ra thì cũng có một số các cái quỹ về chứng khoán cũng có hoạt động quan tâm tới vấn đề đầu tư cho khởi nghiệp, nhưng mà thực sự là qua quá trình đi khảo sát và tiếp xúc trao đổi với các chị ở quỹ ấy, ví dụ như chúng tôi có các bên quỹ của Vietcombank, thì thực ra cái đối tượng đầu tư của họ không phải là các startup. Đối tượng đầu tư của họ là các cái công ty công chúng, công ty đại chúng. Đấy, nó khác biệt. Đấy, họ hầu như họ không quan tâm đến các startup. Đấy, thì đặt ra đấy là cái thực tiễn mà khi mà các nhà đầu tư họ có những cái hoạt động đầu tư có liên quan tới các cái doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam. Thế thì trên thực tế thì chúng tôi đã nhận được trong quá trình làm việc và nghiên cứu, thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều các cái gọi là các cái kiến nghị của các cái nhà đầu tư, và đặc biệt là ở cộng đồng startup. Các em ấy thì các em và các bạn cũng nói là bây giờ có rất nhiều ý tưởng, như thầy Phong cũng vừa chia sẻ, rất nhiều ý tưởng, rất nhiều dự án hay, nhưng mà không có nhà đầu tư. Thế còn nhà đầu tư thì lại bảo là bây giờ chúng tôi cũng muốn là thành lập một cái quỹ để chúng tôi cho chúng tôi một cái mô hình để chúng tôi hoạt động, chúng tôi raise fund lên để chúng tôi đi đầu tư cho các em ấy. Đấy, thì chúng tôi cũng muốn là làm được ghi nhận và được hoạt động chuyên nghiệp như là ở bên nước ngoài. Đấy, thế thì thực ra thì cũng có thể là mình vẫn, các nhà đầu tư vẫn có thể hoạt động như các cái doanh nghiệp như là FPT Ventures họ đang làm. Nhưng mà thực ra bản thân cái FPT Ventures các anh cũng lăn tăn. Các anh cũng bảo là bây giờ liệu rằng là khi chúng tôi thành lập một cái công ty mà chúng tôi chuyên đi đầu tư tài chính, có nghĩa là đi đầu tư cho các startup như thế, thì liệu nó có phải là đầu tư tài chính hay không? Bởi vì là đầu tư tài chính và đầu tư chứng khoán ở Việt Nam đó là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đấy. Thế thì bây giờ nếu mà là ngành nghề kinh doanh điều kiện thì cái thủ tục để thành lập và cái cách thức hoạt động tuân thủ pháp luật nó sẽ rất là khác. Và đấy là một. Cái thứ hai nữa là rất nhiều anh chị cũng nói là chúng tôi muốn thành lập quỹ. Thế nhưng bây giờ nếu mà thành lập theo quỹ chứng khoán thì chúng tôi cũng không thể đáp ứng được yêu cầu của quỹ chứng khoán. Bởi vì là các anh các chị cũng có thể biết là cái quỹ về chứng khoán ấy, thì bây giờ ví dụ như là quỹ đại chúng. Quỹ đại chúng thì nó gồm có quỹ đóng, có quỹ mở và có quỹ thành viên. Thì tất cả các quỹ này nếu mà các anh các chị muốn thành lập thì cái vốn, cái điều kiện là cái vốn góp thực của các anh các chị nó phải theo quy định của bây giờ là 50 tỷ. Thế thì liệu các cái nhà đầu tư mà nhỏ lẻ chẳng hạn, nhất là các trường đại học ấy, thì liệu các anh các chị có raise được một cái fund là 50 tỷ hay không? Ngoài ra thì các quỹ này cần có một cái công ty gọi là công ty quản lý quỹ rất là chuyên nghiệp. Và công ty quản lý quỹ chứng khoán này cũng phải đăng ký với lại Ủy ban chứng khoán và cũng có điều kiện để được thành lập, chứ không phải là công ty nào cũng được thành lập. Ví dụ như là họ cũng phải có vốn tối thiểu là bao nhiêu này, họ cũng phải có về điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng. Đấy, thế thì khi mà chúng tôi và đồng thời là các cái quỹ cái hiện tại bây giờ là các cái công ty quản lý quỹ nó chỉ có khoảng là trên 40 cái công ty quản lý quỹ thôi, mà theo như năm ngoái thì bên Ủy ban chứng khoán có chia sẻ thì là tổng cộng bây giờ là có khoảng 44 công ty quản lý quỹ chứng khoán. Thế thì nó không thể đáp ứng được cái yêu cầu thực tiễn của các nhà đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo. Chính vì thế mà chính phủ cũng đã đưa vào trong cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa cái điều số 18 là thành lập là quy định về các cái quỹ đầu tư cho khởi nghiệp, cho doanh nghiệp nhỏ vừa khởi nghiệp sáng tạo, thì cũng mong muốn là tạo được một cái tháo gỡ được và đáp ứng được một phần những cái yêu cầu thực tiễn
của các cái nhà đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ vừa khởi nghiệp sáng tạo. Và để hướng dẫn cho cái điều 18 này thì là chính phủ cũng đã ban hành nghị định số 338 vào tháng 3 vừa rồi. Thế thì như tôi chia sẻ với quý vị thì xuất phát từ cái thực tiễn cũng như là cái yêu cầu của các cái cộng đồng startup và các cái cộng đồng nhà đầu tư trong và ngoài nước, thì trước hết là nghị định số 38 có mục tiêu là nhận diện và ghi nhận cái hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Đây là một ngành nghề đầu tư kinh doanh. Đấy, để có nghĩa là để có cái sự khác biệt với lại các ngành nghề đầu tư chứng khoán và ngành nghề đầu tư tài chính, để cho các anh các chị yên tâm khi mà mình đầu tư vào cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp. Và thứ hai là mục tiêu của nghị định chính là xác định cái địa vị pháp lý của công ty đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, các cái quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo mà hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay chưa quy định. Tôi xin chia sẻ thêm là như là ban đầu tôi có nói là hiện tại trước khi cái nghị định 38 ra đời thì đã có các cái kênh để các cái nhà đầu tư họ thực hiện hoạt động đầu tư và cho doanh nghiệp nhỏ về khởi nghiệp sáng tạo rồi. Cái nghị định 38 này chỉ là bổ sung thêm kênh hình thức để cho các nhà đầu tư lựa chọn, chứ không phải là, bởi vì khi mà nghị định 38 ra đời tôi cũng có nhận được rất nhiều các ý kiến hỏi rằng là thế bây giờ cứ hoạt động đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo là phải theo cái 38 này à? Thì tôi xin khẳng định là không phải là như thế, mà các cái hình thức khác, hợp pháp khác các anh các chị vẫn thực hiện như bình thường. Và đây là cái nghị định 38 chỉ là bổ sung thêm kênh thôi, là thêm cái kênh về cái quỹ đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ vừa khởi nghiệp sáng tạo. Đấy. Cái mục tiêu thứ ba của nghị định 38 này là đưa ra các nguyên tắc chung và các cái quy định khung để làm cơ sở cho các nhà đầu tư tư nhân để cùng nhau góp vốn khi mà họ thực hiện hoạt động đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ vừa khởi nghiệp sáng tạo thông qua cái hình thức là quỹ. Đấy, mục tiêu chỉ là đưa ra khung và quy định chung thôi, bởi vì là chính phủ cũng không muốn can thiệp và cũng không nên can thiệp sâu vào cái hoạt động đầu tư của các cái nhà đầu tư tư nhân, mà chúng ta chỉ tạo ra gọi là cái hành lang, cái khung pháp lý, cái sân chơi để cho các nhà đầu tư họ cam kết cùng với nhau để họ thực hiện cái hoạt động đầu tư thôi. Và cái mục tiêu cuối cùng đó chính là cái góp phần khơi thông cái tổng vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo thông qua việc khuyến khích thành lập các cái công ty đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và các cái quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, cũng như là có cái biện pháp là sử dụng cái cơ chế, sử dụng cái ngân sách của nhà nước để cùng với các nhà đầu tư tư nhân hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa khởi nghiệp sáng tạo. Tôi xin nói đây là chỉ là góp phần khơi thông dòng vốn thôi, bởi vì là thực ra là cái nghị định 38 này cũng không, chúng ta không nên kỳ vọng là họ là cái nghị định này có thể là giúp là hoàn toàn là thông suốt thúc đẩy. Như là khi mà nghị định ra đời thì tôi cũng có đọc một số bài báo họ cũng ưu ái, họ dùng những cái tip rất là hay, mạnh mẽ, ví dụ như là Việt Nam mở tung cánh cửa hay là mở toang cánh cửa để chào đón các cái dòng đầu tư ngoại. Đấy, thực ra thì cũng không dám kỳ vọng nhiều như thế, bởi vì là quý vị cũng biết là cái việc mà thu hút được các nhà đầu tư vào đối với lại doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cho các startup ấy, thì nó phụ thuộc ngoài cái việc là các cái động thái của nhà nước, các cái chính sách của nhà nước để khuyến khích nhà đầu tư ra, thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Và cụ thể ở đây ấy, chính là cái thị trường cho các nhà đầu tư có nhiều startup tốt hay không, có nhiều startup tiềm năng hay không. Thì nếu như mà chúng ta có được cái thị trường tốt thì nó cũng có phần rất quan trọng trong cái việc là thu hút các nhà đầu tư và giúp cho cái dòng vốn vào nó mạnh mẽ hơn. Thế thì chắc là lát nữa bên Bộ Khoa Công Nghệ sẽ chia sẻ sâu hơn về cái vấn đề là hoàn thiện cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo cái đề án tập 4. Thế thì thưa quý vị là cái nghị định 38 ấy thì có 4 cái phần chính. Phần thứ nhất là các cái quy định chung. Phần thứ hai đó là các cái quỹ đầu tư, các quy định về quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Và phần thứ ba đó là cái cơ chế mà sử dụng ngân sách của địa phương để đầu tư vào các cái startup
Và chương cuối cùng đó chính là về các vấn đề về quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và tổ chức thực hiện Nghị định 38. Thì trong phạm vi của cái buổi hội thảo ngày hôm nay ấy, thì tôi cũng chỉ xin tập trung vào hai cái nội dung chính. Đó chính là cái vấn đề về tổ chức hoạt động quản lý của các cái quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Và cái vấn đề thứ hai đó là vấn đề là cơ chế sử dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ cho đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Trước hết thì cái hoạt động đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và khởi nghiệp sáng tạo ấy, thì theo như quy định của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa cũng như là của Nghị định 38 thì đây chính là cái việc mà nhà đầu tư bỏ vốn để thực hiện cái hoạt động kinh doanh thông qua hình thức là góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp nhỏ và vừa mà chưa phải là công ty đại chúng. Đấy, đây chính là cái mà đặc điểm để chúng ta phân biệt giữa cái đầu tư cho doanh nghiệp mà khởi nghiệp sáng tạo với lại đầu tư chứng khoán và đầu tư tài chính, để chúng ta không phải chịu cái gọi là cái kinh doanh có điều kiện. Và vấn đề là các cái quỹ về phát triển khoa học công nghệ thì theo như luật là chuyển giao khoa học công nghệ thì cũng có khả năng là sử dụng cái vốn của mình để đầu tư cho cái doanh nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo. Và nhà đầu tư thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về cái nguồn gốc xuất xứ của tiền đầu tư, cũng như là không được vi phạm cái luật pháp về phòng và chống rửa tiền của Việt Nam và quốc tế. Về quỹ đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo thì trước hết là đây nó chỉ là một cái quỹ tiền, nó không phải là một pháp nhân. Đấy, thông lệ quốc tế cũng thế, nghĩa là nó chỉ là quỹ tiền thôi, nó sẽ do một cái công ty, một tổ chức họ đứng ra họ raise fund lên. Đấy, cho nên là nó sẽ không có tư cách pháp nhân. Và cái quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo đây thì sẽ có tối đa là 30 nhà đầu tư để họ góp vốn thành lập. Và cái quỹ này sẽ không được góp vốn vào các cái quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo khác. Thì khi mà đưa ra cái con số là tối đa là 30 nhà đầu tư ấy thì cũng có rất nhiều ý kiến hỏi là tại sao lại 30 nhà đầu tư mà tại sao lại phải hạn chế, tại sao không để thoải mái đi. Đấy, thì thưa quý vị là khi mà chúng tôi nghiên cứu xây dựng để đưa ra con số này thì chúng tôi cũng đã phải nghiên cứu rất là kỹ. Trước hết là theo thông lệ quốc tế thì thực ra là cái nghị định của chúng ta đã rất mở rồi. Thông lệ quốc tế thì khi mà được gọi là các cái nhà đầu tư hoặc là anh có cái gọi là các cái GP ấy, họ muốn raise fund lên ấy, thì họ phải đáp ứng được những cái tiêu chí rất là cụ thể. Ví dụ như là anh phải có cái tổng lương của anh, tổng thu nhập của anh hàng năm phải đạt một cái ngưỡng nhất định. Nghĩa là họ mặc định là phải là những người mà giàu có và có kinh nghiệm. Bởi vì là cái đầu tư cho khởi nghiệp nó rất là rủi ro. Cho nên là không phải là chúng ta aloso tất cả mọi người đều cứ đi đầu tư đâu, mà họ đều đưa ra những cái tiêu chí như thế. Đấy, thế còn lại là về số lượng ấy, là 30 nhà đầu tư ấy, thì ví dụ như là ở Malaysia thì họ dùng là 50 nhà đầu tư. Đấy, ngay cả những pháp luật của chúng ta về doanh nghiệp chẳng hạn, thì ví dụ như là công ty trách nhiệm hữu hạn mà có 50 thành viên có vốn trở lên thì cũng phải chuyển thành hình thức công ty cổ phần. Hay là cái công ty mà có đạt được cái tỷ lệ mà 100 người góp vốn mua cổ phần cổ phiếu thì đấy được gọi là công ty đại chúng. Rồi là cái vấn đề về các cái quỹ ở bên chứng khoán ấy, ví dụ như quỹ thành viên chẳng hạn, thì họ cũng có cái ngưỡng của người ta là tối đa là 30 nhà đầu tư. Thế thì tại sao mà lại đều phải đưa ra những cái ngưỡng như thế? Thì là tất cả các cái đơn vị mà họ cũng đã xây dựng rồi và theo như trao đổi với các chuyên gia thì họ cũng đều nói rằng là bây giờ là cái việc huy động vốn của người khác, sử dụng vốn người ta thì là bây giờ phải có một cái gọi là cái tiêu chí để mình có thể đảm bảo rằng là cái đồng tiền đấy được sử dụng đúng và sử dụng đúng mục đích và không bị lợi dụng. Đấy, cái trường hợp ví dụ như là cứ huy động xong đi lừa đảo, đi trục lợi xảy ra rất là nguy hiểm và nó có thể gây ra cái hệ lụy cho xã hội cũng như là cho nền kinh tế. Thế thì cái con số mà 30 nhà đầu tư ở đây thì nó đảm bảo rằng là một cái khối lượng doanh nghiệp nhà đầu tư nó không quá lớn
nhưng mà nó cũng đủ để cho người ta có thể là biết lẫn nhau và tin tưởng lẫn nhau. Thì là khi mà họ biết lẫn nhau, họ tin tưởng lẫn nhau thì họ cái độ rủi ro ấy là có thể nhận thức được, và nó sẽ giảm bớt được cái tính rủi ro của chính cái hoạt động đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ vừa, khởi nghiệp sáng tạo. Thế thì tôi cũng xin chia sẻ ngoài lề một chút, tại vì thực ra nếu mà nói về nội dung chính của nghị định ấy thì chắc là các chị cũng chỉ cần đọc tài liệu thôi là cũng đủ để biết rồi. Thế cho nên tôi xin phép là lan man đi một chút ra ngoài lề để cho các anh chị hiểu hơn về là những cái quy định của nghị định 38. Thế còn về cái danh mục và hoạt động của quỹ ấy, thì làm sẽ làm chỉ có hai cái hoạt động thôi. Thứ nhất là họ được phép gửi tiền vào các ngân hàng thương mại theo quy định pháp luật, và thứ hai là sẽ chỉ dùng tiền của quỹ này đi đầu tư cho các cái startup, và việc đầu tư không được quá 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp nhỏ vừa khởi nghiệp sáng tạo sau khi nhận đầu tư. Thì cũng có anh các chị nói là cứ tiền của tôi cho tôi đầu tư thoải mái, tại sao lại cứ bắt tôi khống chế tôi là 50%. Thì thực ra cái vấn đề này cũng đã được quy định tại luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa, điều 18. Thì khi mà đưa ra cái quy định này ấy, thì đây là chúng ta cái ý kiến đó là được đưa ra, được raise lên là từ phía các nhà đầu tư. Nhưng mà chúng tôi là cơ quan lập chính sách thì chúng tôi cũng phải đứng giữa để chúng tôi balance với các cái nhân tố khác trong hệ sinh thái. Vì là có rất nhiều các cái startup họ có nói rằng là các nhà đầu tư ấy giống như con cá mập, nếu mà họ đầu tư họ sẽ nuốt mất cái doanh nghiệp của tôi. Đấy, thì là tôi không muốn như thế, vì bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu công sức, cả cuộc đời tôi cống hiến cho cái ý tưởng của tôi. Thế bây giờ ví dụ nhà đầu tư vào họ nuốt mất doanh nghiệp của tôi thì là tôi tự dưng tôi thành người làm thuê. Chính vì thế mà trong cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa và nghị định 38 đã quy định rằng là không quá 50% vốn điều lệ để muốn bảo vệ chính các startup. Về cái tổ chức quản lý của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo thì ở đây là theo như cái mục tiêu ban đầu của nghị định 38 ấy, thì cũng chỉ là chúng tôi muốn đưa ra cái khung pháp lý để tạo sân chơi cho các nhà đầu tư thôi, chứ cho nên là không quy định cứng bất kỳ một cái mô hình nào. Và chúng tôi ở đây là chúng tôi nghiên cứu và chúng tôi đưa ra ba cái mô hình để cho các nhà đầu tư tự lựa chọn khi mà họ muốn thành lập quỹ. Thì cái mô hình thứ nhất thì rất đơn giản thôi, đó là đại hội nhà đầu tư và có công ty thực hiện quản lý quỹ. Và công ty quản lý quỹ này thông thường thì người ta sẽ quản lý hết tất cả các vấn đề về logistics, về tiền nong, và thậm chí là họ có thể là ra quyết định đầu tư giúp cho các nhà đầu tư. Họ chính là cái công ty mà gây quỹ. Còn mô hình thứ hai thì là có đại hội nhà đầu tư, công ty thực hiện quản lý quỹ, sẽ có ban đại diện quỹ hoặc là giám đốc quỹ. Cái ban đại diện quỹ hoặc giám đốc quỹ này này là sẽ do chính các nhà đầu tư họ bầu lên. Ví dụ như là 30 anh chơi với nhau thì bây giờ chúng tôi nhận thấy là trong đấy là có 5 anh rất là xuất sắc, có nhiều kinh nghiệm, thì họ bầu lên cái ban đại diện quỹ này, và ban đại diện quỹ này là có thể thay mặt cho họ để đi tìm kiếm startup vào ra quyết định đầu tư. Còn công ty thực hiện quản lý quỹ sẽ chỉ lo về cái khâu hậu cần, tài chính, logistics các thứ thôi. Đấy. Thế còn lại là cái mô hình thứ ba là cái mô hình là đại hội nhà đầu tư, công ty thực hiện quản lý quỹ và ban đại diện quỹ và giám đốc quỹ. Có nghĩa là họ vừa có ban đại diện quỹ và họ vừa có giám đốc quỹ. Cái ban đại diện quỹ này ví dụ như tôi vừa nói là có 5 anh được bầu ra, thì trong 5 anh này họ có thể bầu ra một anh làm giám đốc quỹ hoặc có thể họ đi thuê ngoài. Đấy. Thì là cái này là tùy các nhà đầu tư quyết định, bởi vì là cái này là trên thực tế nó rất là đa dạng. Thế cho nên là chúng tôi muốn là để cho các nhà đầu tư có một sự tự do của mình chứ không can thiệp quá sâu. Và cái việc mà thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo ở đây thì không phải là phải đi đăng ký thành lập, mà là thông báo thành lập. Có nghĩa là các công ty quản lý quỹ họ sẽ làm cái hồ sơ, họ sẽ thành lập và họ chỉ làm cái hồ sơ và họ gửi cái hồ sơ đấy đến cho cơ quan đăng ký kinh doanh để họ thông báo cái việc thành lập quỹ thôi, chứ không phải là họ phải đi đăng ký thành lập. Bởi vì là quỹ này không có tư cách pháp nhân, cho nên chỉ là cái thông báo cái hồ sơ ấy thôi. Thế thì cái công ty quản lý quỹ ấy, nếu mà trên giấy tờ thì các chị cũng sẽ hỏi tôi là thế thì công ty quản lý quỹ có trước hay là quỹ đầu tư có trước? Thế thì
quỹ nó chỉ là cái quỹ tiền, nó không có tư cách pháp nhân. Cho nên là khi các anh chị phải có một cái tổ chức là pháp nhân, là một cái công ty quản lý quỹ, họ sẽ giúp cho cái việc là đi gọi là đi thông báo cái việc thành lập quỹ này. Thì cái công ty này là có thể là do các nhà đầu tư họ tự thành lập ra. Ví dụ như là có 10 anh chơi với nhau, sau đó là chúng ta muốn gây một cái quỹ thì chúng ta thành lập một công ty gọi là công ty thực hiện quản lý quỹ A. Đấy, để quản lý cái quỹ A đấy thì cái công ty đấy mới cần đi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Và sau đó cái công ty A đấy, công ty thực hiện quản lý quỹ A đấy sẽ thực hiện cái việc là thông báo là chúng tôi có thành lập một cái quỹ A để đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và khởi nghiệp sáng tạo. Thế còn lại là ngoài ra ấy, nếu mà các anh chị không muốn thành lập công ty thì các anh chị có thể thuê một công ty. Ví dụ tôi thấy là công ty của anh Dũng này rất là có nhiều kinh nghiệm đối với lại đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo. Thì tôi có tiền, tôi rủ thêm mấy người bạn nữa, bảo chúng mình góp tiền vào, xong rồi chúng mình thuê luôn công ty của anh Dũng này có sẵn rồi, để anh quản lý giúp cho bọn mình cái quỹ đấy. Và cái cuộc chơi giữa các nhà đầu tư ở đây ấy, là chúng ta hoàn toàn là tự thỏa thuận với nhau và dựa trên cái khung ở trong Nghị định 38 quy định, chứ không mang tính chất là bắt buộc. Thế thì khi mà thông báo thành lập quỹ ấy, thì cái công ty quản lý quỹ này trong vòng 5 ngày làm việc thì sẽ phải gửi thông báo kèm theo các tài liệu tới cơ quan đăng ký kinh doanh. Và cái cơ quan đăng ký kinh doanh này trong vòng 15 ngày họ sẽ xem xét cái tính hợp lệ. Họ sẽ không chịu trách nhiệm về cái tính đúng sai của cái hồ sơ của các anh các chị, mà họ sẽ chỉ xem xét tính hợp lệ ở đây là họ sẽ xem là đúng là các anh các chị đã nộp những cái giấy tờ theo cái danh mục quy định tại Nghị định 38 hay không, có điều lệ hay không, có hợp đồng hay không, đấy, có các cái thỏa thuận khác hay không. Đấy thì là có 5 cái mục tài liệu ở trong cái Nghị định 38 đã quy định rồi. Và đây chính là cái hồ sơ được cơ quan đăng ký kinh doanh lưu giữ để khi mà có tranh chấp phát sinh giữa các nhà đầu tư thì đấy chính là cái cơ sở, cái căn cứ pháp lý để cho các tòa án hoặc là các cái bên liên quan họ sử dụng cái hồ sơ này để họ giải quyết các cái tranh chấp phát sinh. Khi mà cơ quan đăng ký kinh doanh họ xem xét cái tính hợp lệ trong vòng 15 ngày và họ sẽ ra cái thông báo là hồ sơ thông báo thành lập quỹ với các chị là đã hợp lệ rồi, thì khi nhận được cái giấy tờ này thì nhà đầu tư các cái công ty quản lý quỹ ấy, họ sẽ có trách nhiệm là gửi cái hồ sơ đó, cái thông báo đó đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố công khai trên cái cổng thông tin quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngoài ra thì Nghị định 38 cũng quy định các cái vấn đề khác liên quan tới cái hoạt động của quỹ cũng như là cái tổ chức quản lý của quỹ, về vấn đề tăng giảm vốn như thế nào, gia hạn thời gian hoạt động của quỹ, giải thể quỹ hay cả cái vấn đề về chuyển nhượng phần vốn góp giữa các nhà đầu tư khi họ tham gia vào các vốn thành lập quỹ thì cũng được chi tiết ở trong cái Nghị định số 38. Và trách nhiệm của các cái quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo cũng như là các công ty quản lý quỹ ấy, thì là hàng năm thì trước cái ngày 15 tháng 1 hàng năm ấy, thì doanh nghiệp có hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và những cái công ty quản lý quỹ này thì gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố trên cổng thông tin về hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ vừa. Về chế độ kế toán và tài chính thì chế độ kế toán của doanh nghiệp mà có hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo cũng như là các cái công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo này thì thực hiện theo pháp luật về kế toán. Và trong quá trình mà có cái vướng mắc gì thì các anh các chị là cứ gửi lên các cái cơ quan có liên quan, ví dụ như là Cục Tài chính Doanh nghiệp hay là vụ chế độ kế toán của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hỏi về những cái vấn đề vướng mắc, ngay cả các vấn đề về chuyển vốn đầu tư lợi nhuận ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thì cũng được thực hiện theo cái pháp luật về đầu tư và quản lý ngoại hối hiện nay. Và về cái chương thứ hai đó là cái chương về cơ chế sử dụng ngân sách của địa phương để đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ vừa khởi nghiệp sáng tạo. Thì cái cơ chế này ấy, thì khi mà đưa ra cái quy định ở trong cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa điều số 18 ấy,
thì cũng đưa ra một cái nguyên tắc, đó là nhà nước chỉ mang tính chất là hỗ trợ vốn mồi để hỗ trợ các nhà đầu tư thôi. Và cái mức mà đưa ra ở đây là tối đa là không quá 30% tổng vốn đầu tư mà các doanh nghiệp nhỏ vừa khởi nghiệp sáng tạo có thể huy động được từ các cái quỹ tư nhân và đối tác. Và cái việc thực hiện này sẽ được các cái ủy ban nhân dân họ thông qua các cái tổ chức tài chính của địa phương. Mà như nghiên cứu của chúng tôi hiện tại bây giờ ấy, thì là cái tổ chức tài chính của nhà nước của địa phương hiện nay ấy, thì nó có một số các cái quỹ, ví dụ như là quỹ đầu tư phát triển, quỹ bảo lãnh tín dụng, quỹ môi trường, đấy, vân vân. Thế nhưng mà để mà có cái chức năng gọi là đầu tư cho doanh nghiệp ấy, thì nó chỉ có cái quỹ gọi là quỹ đầu tư phát triển thôi. Quỹ đầu tư phát triển thì mới có cái chức năng đi đầu tư cho doanh nghiệp. Tuy nhiên là trong cái nghị định hiện tại ấy, quy định về các cái quỹ đầu tư phát triển địa phương ấy, thì lại chưa có cái đối tượng là doanh nghiệp nhỏ vừa khởi nghiệp sáng tạo. Thì cho nên là các anh các chị ở địa phương, các anh chị cũng rất là bảo là cũng rất là khó. Bây giờ không phải là đối tượng của chúng tôi thì làm sao chúng tôi thực hiện được. Thế thì trong quá trình nghiên cứu thì chúng tôi đã trao đổi Bộ Tài chính, thì các anh các chị ấy có đang sửa cái nghị định 138 về các quỹ đầu tư phát triển của địa phương ấy. Thì chúng tôi cũng có đề xuất với Bộ Tài chính là bổ sung thêm cái đối tượng doanh nghiệp là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo vào trong cái đối tượng được đầu tư của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Thì lúc đó các địa phương mới có thể áp dụng được cái cơ chế sử dụng ngân sách nhà nước để đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa cũng như là theo quy định của nghị định 38. Thì hiện tại bây giờ là Bộ Tài chính họ đang sửa đổi cái nghị định 138 này. Thế thì hiện tại bây giờ cái tổ chức tài chính nhà nước ở địa phương ấy, thì như tôi chia sẻ là có khoảng 44 cái quỹ đầu tư phát triển địa phương. Nhưng mà riêng Hồ Chí Minh thì họ lại có một cái mô hình nó hơi khác biệt. Đó là cái công ty Hapfix. Hapfix đây nó là công ty gọi là đầu tư tài chính của thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động dưới hình thức là công ty chứ không phải là quỹ. Thì họ bao gồm cả cái chức năng về đầu tư cho các doanh nghiệp nữa, chính là các cái có chức năng về đầu tư phát triển. Chính vì thế mà trong cái điều 20 của nghị định 38 thì chia làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trường hợp tổ chức tài chính của địa phương hoạt động theo mô hình quỹ, và trường hợp thứ hai là trường hợp tổ chức tài chính của địa phương tổ chức và hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Đấy, thì nó sẽ phải đi theo cái quy định tương ứng. Và các cái tổ chức tài chính của địa phương này khi thực hiện cái quyền và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu khi mà đầu tư vào cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thì họ thực hiện cái quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước, vốn của địa phương ở đây. Về hình thức đầu tư thì ở đây là các cái quỹ hay các cái công ty của nhà nước, tài chính của nhà nước ấy, họ sẽ phải tiến hành lựa chọn các cái đối tác tư nhân để cùng tham gia đầu tư, bởi vì là họ chỉ đầu tư 30% thôi, mang tính chất vốn mồi thôi, còn lại là 70% là của tư nhân. Đấy, cho nên chính vì thế mà các quỹ này sẽ tiến hành lựa chọn đối tác. Và khi mà trường hợp mà các cái tổ chức tài chính nhà nước ấy, mà họ là theo mô hình quỹ và theo mô hình công ty ấy, thì là họ đều phải thực hiện theo các cái quy định về luật quản lý và sử dụng vốn của nhà nước khi mà đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Về chuyển nhượng vốn đầu tư thì là theo như quy định của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa, thì trong thời hạn 5 năm kể từ thời điểm đầu tư thì các cái tổ chức tài chính nhà nước của địa phương thì phải tiến hành chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp, và ưu tiên chuyển nhượng cho các cái quỹ đầu tư tư nhân cùng đầu tư và các cái cổ đông hiện hữu của doanh nghiệp khởi nghiệp khi mà họ nhận đầu tư. Về tổ chức thực hiện cái nghị định 38 ấy, thì theo như tinh thần chung của chính phủ hiện nay là khi xây dựng các cái văn bản quy phạm pháp luật, nghị định thì sẽ là quy định chi tiết nhất để đảm bảo khi mà nghị định ra đời có thể đi vào áp dụng để triển khai luôn mà không phải chờ thông tư hướng dẫn. Và nghị định 38 này cũng sẽ không có thông tư hướng dẫn. Hiện tại thì về cái việc mà bổ sung các cái mã ngành nghề đầu tư khởi nghiệp sáng tạo hay là các cái ngành nghề về quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo thì Bộ Kế hoạch Đầu tư đang tiến hành và bổ sung cái mã ngành nghề rồi, và sẽ có hướng dẫn, sẽ phối hợp với lại các cái phòng đăng ký kinh doanh của các địa phương để thực hiện cái việc đăng ký bổ sung ngành nghề
quản lý quỹ đầu tư cũng như là việc nhận các cái hồ sơ thông báo thành lập quỹ. Và trong quá trình vướng mắc triển khai nghị định thì nhà đầu tư có thể gửi văn bản về Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng như là các cái cơ quan chuyên ngành để được hướng dẫn cụ thể hơn. Đối với những cái trường hợp mà gọi là đặc biệt, hoặc là những cái đặc biệt là khi mà người nào mà là người đầu tiên đi thông báo thành lập quỹ đấy, thì là chắc chắn là cũng sẽ có nhiều cái rất là vướng mắc và khó khăn, bởi vì là giống như là chúng ta đi khai phá, là người đi đầu tiên, đi tiên phong đi khai phá ấy, thì chắc chắn là sẽ có gặp những cái khó khăn nhất định. Về bản thân các cái cơ quan ở cấp địa phương, ví dụ như là các cái phòng đăng ký kinh doanh ấy, là họ cũng chưa thể có được đầy đủ tất cả các cái thông tin, thì cũng có thể là cái sự trao đổi thông tin nó chưa được thông suốt, thì sẽ nảy sinh một số các cái vướng mắc. Thì chúng tôi cũng rất là cầu thị là các anh các chị có mong muốn, có nhu cầu thành lập thì cứ làm văn bản và gửi về cho Bộ Kế hoạch Đầu tư. Có những vướng mắc thì chúng tôi cũng sẵn sàng là chia sẻ và phối hợp với các cơ quan liên quan để tháo gỡ cho các nhà đầu tư. Tôi xin hết ạ, xin cảm ơn.